Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Công Thương đã khẩn trương nắm bắt tình hình, triển khai công tác cung ứng hàng hóa và lượng hàng hóa tiêu thụ dự trữ trong những ngày tới tại các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, về mặt hàng xăng dầu, công ty xăng dầu Hưng Yên cung ứng hàng ngày trên 1.900 mét khối tại 36 cửa hàng xăng dầu trên toàn tỉnh. Công ty dầu khí Thái Bình dự trữ mỗi ngày trên 2.000 mét khối. Về nhu cầu các loại nhu yếu phẩm thiết yếu, các doanh nghiệp cung ứng đảm bảo số lượng lớn dự trữ khoảng trên 5.000 tấn gạo, hơn 300.000 lít nước uống đóng chai, hơn 120.000 thùng mì ăn liền. Ngoài ra, lượng dự trữ tại hai siêu thị The City và siêu thị Intermex huyện Yên Mỹ đảm bảo khoảng trên 4.000 thùng mì, 13 tấn gạo cùng lượng lớn dầu ăn, nước mắm, mì chính, thực phẩm khô.